Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Tokyo Camera. Ở video lần trước thì mình hướng dẫn anh em là những cái lý thuyết để anh em có thể là bay Flycam. Và trong video đấy thì mình có nhắc đến một cái phần, đó chính là cách để anh em có thể là khởi động cũng như là điều khiển Flycam. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ thực hành cho anh em để anh em có thể là biết cách điều khiển chiếc Flycam của mình nhé. Và sản phẩm hôm nay mình thực hiện thì sẽ là Mavic Mini 2 đến từ Tokyo Camera. Và link của sản phẩm thì mình sẽ để ở phía dưới cho anh em nhé. Thì trước khi mà hướng dẫn các bạn bay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trên cái phần màn hình điện thoại trước nhá. Thì anh em sẽ vào giúp mình cái app đó là DJI Fly này. Đó, thì sau khi mà vào xong nhá, thì anh em để ý giúp mình là ở phía góc trái màn hình này nó sẽ có hai cái thông số, có một chữ H và chữ D. Thì cái chữ H này nó là để thể hiện cái độ cao của anh em khi mà bay này. Cái chữ D nó sẽ là cái độ xa so với cái điều khiển mà anh em đang cầm. Đó, thì đây sẽ là hai cái thông số độ cao và độ xa mà anh em cần phải quan tâm. Tiếp theo đó thì anh em sẽ quan tâm đến pin đúng không nào? Thì ở góc phải của mình đang có ở đây là 92% pin. Và cái phần trăm pin này ấy, khi mà bay thì nó sẽ hiện cho các bạn là khi nào mà các bạn phải bay về. Bây giờ mình ấn vào các bạn xem một chút nhé. Đó, thì nó sẽ có những cái thông số đây. Bởi vì là mình chưa bay thế nên là những cái thông số này nó sẽ không hiện. Và tí nữa thì mình sẽ cho các bạn xem rằng là khi nào mà chúng ta cần phải bay về nhá. Ở đây thì sẽ có một cái phần nó báo là không có GPS bởi vì là mình đang trong nhà. Nhưng mà anh em sẽ ấn vào đây để cài cái setting giúp mình nhé. Khi mà vào phần này chúng ta sẽ có một cái phần đó là Return to Home. Thì đây sẽ là cái phần anh em có thể là setting làm bao nhiêu mét thì nó sẽ tự động quay trở về. Nếu như mà anh em ấn cái phần làm tự động quay trở về ở trên cái app DJI Fly của chúng ta. Và ở cái này thì mình khuyên anh em là chỉ nên cài giúp mình là khoảng 400 thôi. Để anh em có thể là có một cái mức độ bay nó an toàn nhất có thể. Ở phía dưới đây này thì như mình đã nói ở đầu video đấy, thì nó có những cái về độ cao và độ xa. Thì ở đây sẽ có một cái phần điều chỉnh độ cao là cái phần đầu tiên này. Đó, thì nó sẽ tối đa anh em lên được là 500m. Thế nhưng mà mình khuyên anh em ấy là chỉ nên để giúp mình là khoảng 400 cho đến 450m mà thôi. Bởi vì nếu mà anh em lên cao quá thì chúng ta sẽ dẫn đến một tình trạng đó là không thể nào mà kiểm soát được fly. Và mình nghĩ rằng là 500m thì là anh em cũng không thể nhìn thấy rồi. Thế nên là cài khoảng 400 cho đến 450m là ok rồi. Tiếp theo là về một cái setting độ xa của anh em là Max Distance này. Thì chúng ta có thể cài là No Limit ở đây, đó. Thế nhưng mà mình khuyên anh em là chỉ nên cài ở cái con số là 5km là 5000m mà thôi. Bởi vì là chúng ta cũng không thể nào mà bay quá xa được. Gần như là khoảng 2km anh em đã không nhìn thấy fly rồi. Thế nên là chúng ta chỉ cần cài là 5km giúp mình thôi nhá. Đó là một cái khoảng cách an toàn dành cho anh em. Và sau khi mà chúng ta đã setting xong những cái phần để chúng ta có thể là bay an toàn ấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách để chúng ta có thể là khởi động fly và những cái bước bay cơ bản nhá. Đó, thì bây giờ mình đang có một cái sân bay mini ở đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em là cách để chúng ta có thể là khởi động chiếc fly của mình nhá. Đầu tiên thì như video trước mình nói với anh em rằng chúng ta có thể là hoàn toàn khởi động ở trên cái app này. Thì ở cái góc trái màn hình này nó sẽ có một cái nút đi lên thế này. Khi mà anh em ấn giữ vào ấy, thì nó sẽ tự động bay. Thế nhưng mà mình đã nói với anh em rồi thì nó sẽ không được an toàn cho lắm. Thế nên là mình sẽ chỉ anh em cách để chúng ta có thể khởi động tay nhá. Và bây giờ để anh em có thể làm quen với điều khiển của mình một chút đấy, thì chúng ta sẽ có là hai cái cần gạt này. Đó. Ở đây thì sẽ là một cái chế độ để anh em có thể là điều khiển cái tốc độ của nó nhá. Cái tốc độ Cine này thì rất là chậm này. Đó, cái Normal này sẽ là trung bình. Và cái Sport này anh em sẽ bay rất là nhanh. Nhưng mà mình khuyên anh em là chỉ nên để Normal mà thôi. Là ok lắm rồi. Đó. Và để ý một chút thì anh em sẽ phải sang cái phần góc bên phải này. Thì đây sẽ là một cái nút để chúng ta có thể là chuyển cái chế độ là chụp ảnh hay là quay phim. Và đằng sau cái nút này thì... đây, anh em có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái nút để chúng ta có thể là bắt đầu quay phim và chụp ảnh. Và ở bên tay trái chúng ta thì sẽ có một cái dial như thế này để chúng ta có thể là chỉnh cái gimbal của cái flycam này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là cất cánh fly của mình nhá. Bây giờ thì anh em sẽ để ý giúp mình này. Chúng ta sẽ dùng hai cần gạt này và anh em kéo chéo xuống giúp mình. Đó, bạn nhả tay ra. Là cái máy bay của chúng ta nó đã tự động khởi động rồi. Đó, cái cánh đang quay rất là đều này anh em này. Bây giờ thì mình sẽ dẫn sơ qua cho anh em một chút nhé. Cái nút bên tay trái của chúng ta thì sẽ là cái nút lên và xuống. Đó. Và bên tay phải của chúng ta thì sẽ là cái nút anh em để có thể là sang ngang hay là sang bên trái, bên phải gì đó. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là lên fly này. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu lên nhá. Lên thì lên từ từ thôi anh em nhé. Có rất là nhiều anh em khi mà điều khiển mới, điều khiển fly chúng ta sẽ lên theo cái dạng là bị giật cục hoặc là lên luôn. Thế nhưng mà có một cái lý với anh em ở đây rằng là chúng ta nên lên một cách từ từ và nó sẽ để anh em là có thể là đảm bảo và chúng ta có thể là xử lý ở trong mọi tình huống. Bây giờ thì mình sẽ sang trái một chút này, sang phải đi. Đó, sang rất từ từ thôi. Để nó không bị cuống và hai nữa là fly chúng ta đi nó sẽ là đều hơn. Và lưu ý mọi người một chút rằng là khi mà mọi người mới lái thì chúng ta nên quay cái fly, cái đầu của cam ấy, nó theo cái chiều của mình thì chúng ta sẽ dễ điều khiển hơn là cái việc là nó sẽ bị quay vào nhiều hướng và anh em sẽ phải là tự xác định cái phần quay của mình. Đó là một cái lưu ý dành cho anh em nhé. Và để kết thúc video này thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem một vài cái sản phẩm mà mình đã quay được ở quán cà phê này nhá.